Tay Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi ha. Thưa quý vị, hôm nay thì Nhật Tay đang có mặt tại nhà khách hàng của mình để tiến hành bàn giao cho khách hàng về dòng sản phẩm NT1508 và combo trước mắt quý vị đây là có giá là 23 triệu quý vị nhé. Thì hôm nay Nhật Tay sẽ đưa sản phẩm tới nhà khách hàng, sau đó căn chỉnh lại cho khách và hướng dẫn khách hàng sử dụng nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi cái chuyến hành trình này cùng với Nhật Tay. Rồi, sản phẩm NT1508 thì nó được trang bị cho mình với hai loa bass 40 có từ là 190 kHz 75, bass của Nesso và hai loa jack 450. Thì bên trong Nhật Tay cố gắng cái cặp mạch lọc phân tần để giúp chúng ta lọc cái tiếng bass jack cho nó rõ ràng, và có thêm một cái chức năng nữa là giảm thiểu độ cháy jack và bass ha. Về cái dàn máy thì nó gồm cho mình với 4 thiết bị. Trước tiên là về cái cục đẩy công suất 2 kênh với mỗi kênh đánh được 700W quý vị nha. Ở đây thì Nhật Tay đang dùng 2 kênh. Và tiếp tục nữa là thiết bị vang số. Thì cái dòng vang số này nó có cái ưu điểm là Nhật Tay đã căn chỉnh sẵn và lưu lại trên cái hệ thống máy này. Khi quý vị chúng ta dùng á, thì ở đây nó có cái remote. Chúng ta chỉ có việc là căn chỉnh lớn nhỏ là hát thôi, chứ không cần căn chỉnh lại nữa. Và khi mà trang bị bằng cái thiết bị vang số này thì quý vị sẽ được căn chỉnh cái tiếng hú rít nó ít nhất có thể quý vị nha. Và cuối cùng là về cái thiết bị cho mình là cái thiết bị nâng tiếng hàng chính hãng của DB Acoustics, mà số là DAC5S. Thì khi mà kết hợp với con nâng tiếng này giúp cho chúng ta có thể là căn chỉnh được bass jack của nhạc nè, và kết nối Bluetooth rồi nó sẽ xử lý nhạc rất là hay, tăng bass tăng jack đều được nha. Và cuối cùng thì nó có cái thiết bị micro sự kiện của thương hiệu ABV Siso, mã số là S900 Pro. Thì đây là một trong những cái dòng mic có chất cái sóng rất là xa và cho âm thanh rất là hay quý vị nha, rất là tốt trong cái tầm giá. Thì sản phẩm này được Nhật Tay Audio setup và lắp ráp nên là sẽ cho quý vị chúng ta với cái chất lượng âm thanh cũng như là với cái giá tốt nhất trên thị trường quý vị nha. Và ở đây với một cái thiết kế bằng thùng ván ép thì chắc chắn sẽ đem lại cái độ bền rất là cao cho quý vị và các bạn để chúng ta sử dụng trong một thời gian dài nha. Rồi, đó là về chi tiết về cái cấu hình ở bên trong. Còn bây giờ thì Nhật Tay sẽ tiến hành setup, test nhạc cũng như là test chất lượng âm thanh karaoke cho quý vị khách hàng của mình. Chúng ta vui lòng đeo tai nghe vào để mà nghe cái âm thanh nó được hay nhất có thể quý vị nha. Trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nước có lỡ
duyên ta sao chẳng thẳng, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ ai. Này trời xanh có thấu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có bay. Đời đau nhớ khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo gió khi cơn đau chưa lành. Người dấu yêu em đau không em, khi ta nay đã rời tay. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ diệu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời, cần thêm lưu luyến một thứ bên người. Cuộc tình dĩ vãng
trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thương mong biết nhớ, hướng đến chính nguyên tình nồng ấm. Đôi chân thật yêu dấu, những ân tình thao, tay trong tay nhau, hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ.